Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày kỷ hợi tháng Bính Tuất năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày kỵ hợi tức can khắc với chi có nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát trung bình Vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi quý tỵ ất mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt bao gồm sao thiên thành tốt mọi việc sao ngụ phú tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao hoàng ân tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có như sao kít sát kỵ xuất hành cưới hội an táng xây dựng về nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao trùng tang, kỵ cưới hội, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày nhờ có cái sự phù trợ của Tam Hội. Cho nên với bạn tuổi Tý sẽ có một ngày rất chi là thuận lợi về cái phương diện sự nghiệp của mình. Và bạn tuổi tí, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân và quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những cái khó khăn còn chưa giải quyết trong suốt cái thời gian vừa qua với bạn. Đoạn. Bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, bạn mệnh cũng có thể hoàn thành xuất sắc cái công việc được giao và nhờ thế mà nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên trong ngày nữa. Và bạn tuổi tí, bạn hãy tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn trong tương lai với mình nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày này cũng rất chi là tốt. Cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và những người khác giới luôn rất đẹp và Đối với những bạn đang quản độc thân thì bạn có thể có được một vài đối tượng hứa hẹn sẽ theo đuổi bạn. Bạn cần phải suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra cái quyết định cuối cùng bạn tuổi tí nhá. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sự nghiệp thuận lợi, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy quý nhân giúp đỡ, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đồng nghiệp khâm phục, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhân duyên tốt đẹp. Từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc suy nghĩ chính chắn về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi tỷ. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu bạn sẽ chăm chỉ gặt hái được nhiều tin vui về tiền bạc ở trong ngày hôm nay và bạn tuổi Sửu ạ bạn có thể kiếm được một cái khoản tiền kha khá nhờ những cái công việc làm thêm hoặc là những cái mối đầu tư từ trước đây của bạn nhé. đây cũng là một trong những cái dấu hiệu đáng mừng với bạn tự xỉu giúp cho bạn mệnh thêm phần tự tin vào bản thân mình hơn và bạn tự xỉu bạn hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai tin rằng mọi cái sự cố gắng của bạn đều sẽ nhận được cái sự đền đáp xứng đáng với mình nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại có phần không được như ý. Bạn mệnh cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Nhân dịp cuối tuần này đối với bạn tuổi Sửu, bạn hãy tổ chức một cái buổi dạ ngoại hoặc là nấu một bữa ăn ngon để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau bạn tự Sửu nhé và trong ngày này đối với bạn tự á, cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành đầu tư hay là ký kết hợp đồng đều có lợi thế hơn người và bạn tự sỉu bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tự tin hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, công lao được đền đáp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, quan tâm hơn đến gia đình đoạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tờ vi tuổi dần thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này. Bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sung, dần thân tị hợi. Cho nên với bạn tuổi dần đang có cái sự ảnh hưởng lớn trên cái phương diện tình cảm cho mình nhé. Trong ngày này, nếu như bạn đã có gia đình rồi thì tình cảm giữa bạn và người ấy đang có cái dấu hiệu rạn nứt và bạn tự dần, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn nhé. Những người chưa lập gia đình thì trong ngày này cũng gặp nhiều cái chuyện không như ý về cái phương diện tình cảm, cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tiến tới với bạn nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người phù hợp với mình. Có lẽ bạn mệnh cần phải chờ lúc khác thích hợp hơn với mình nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi dần, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy đối với những người làm lãnh đạo thì rất dễ phải giải quyết những cái hậu quả do nhân viên của mình gây ra. Và bạn tự dần, bạn hãy tìm hiểu cái ngọn ngành vấn đề để đưa ra cái quyết định trách mắng thưởng phạt sao cho phù hợp nhất bạn tự dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy vợ chồng rạn dạ nứt, Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa quan tâm đến nửa kia hơn, Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ không tìm được người như ý, Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc suy nghĩ cẩn thận. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim giải quyết rắc rối về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh da trời quý nhau phù trợ tuổi Tuất tuổi mùi, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi cho nên với bạn tuổi mão bạn mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì, tuy nhiên bạn cũng đang có cái xu hướng lý tưởng hóa mọi việc cho nên thường thấy chán nản nếu công việc của bạn không được như ý muốn đối bạn tuổi mão nhé. Và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão cái quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá chi là thuận lợi bởi bạn luôn là một người hiền hòa và vui vẻ và bạn tuổi mão, bạn thường không quá lo lắng khi phải đối diện với những cái khó khăn bởi bạn biết rằng chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho mình để vượt qua cái khó khăn đó nữa đoạn. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cho nên, về cái phương diện gia đình của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay cũng rất chi là tốt đẹp bạn tuổi mão bạn với người nhà có được một cái bầu không khí gia đình rất chi là hài hòa và ấm áp bạn và nửa kia của mình cũng chẳng giấu giếm nhau điều gì mà luôn muốn tâm sự với nhau cho dù việc lớn hay là việc nhỏ nữa đó bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy hăng hái làm việc tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ bùa cuộc dựa chừng từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ lý tưởng hóa mọi việc tử vi tuổi tân mão thuộc mộc gia đình hòa hợp tử vi tuổi quý mão thuộc kim tin tưởng nửa kia đoạn về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tử thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn tử thìn, bạn rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay và trong ngày này đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày buôn may bán đắt với mình, bạn nhận được cái sự tin tưởng của khách hàng và quên được những cái mối liên kết của lợi cho bạn nữa rồi được. Và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn nếu như bạn làm trong những cái lĩnh vực như là kinh doanh thì bạn mệnh cũng có thể sẽ gặp được những đối tác tiềm năng thích hợp để đầu tư sản xuất trong tương lai nữa. Và bạn tuổi thìn bạn cũng cần phải quyết đoán để đưa ra những cái quyết định chính xác tránh để cái cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc với mình nhé. Nhưng trong ngày thứ sáu này đối với bạn tử thìn, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tử thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mọi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình và chắc gì những cái suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn là đúng đắn đối với bạn tử thìn nhé. Và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, ngày này bạn xuất hành thì có vận gặp được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều có nhá. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ buôn bán đắt hàng, Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ đối tác tiềm năng, Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc thích hợp đầu tư, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên nóng nảy tử vi tuổi nham thìn thuộc thủy không nên cứng đầu đoạn với đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân Tờ V tuổi Tỵ thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi Tỵ bạn đang có cái xu hướng không ý thức được cái hoàn cảnh giao tiếp của mình và bạn tuổi Tỵ bạn vốn là người biết cách ăn nói, thế nhưng trong ngày hôm nay bạn thường nối năng không suy nghĩ và cái điều này rất dễ gây mất lòng những người xung quanh lắm đó bạn tuổi tỵ nhé. Và bạn tuổi tỵ, bạn mệnh cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc vào mình. Con người cần phải nuôi tham vọng, thế nhưng bạn không thể nóng lòng mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức được và bạn cần phải bình tĩnh để thực hiện từ từ từng bước một bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy hôm nay là một ngày không mấy may mắn cho những ai làm ở văn phòng, thi cử liên quan tới giấy tờ, hồ sơ. Vì thế bạn mệnh không được có thái độ quay thường, bỏ qua bất cứ cái vấn đề nào mà cần phải kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ ôn luyện cho cẩn thận để giảm thiểu cái sự sai sót trong ngày cũng không nên ký kết hợp đồng bạn tuổi tỵ nhá. về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nói năng không suy nghĩ tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ mất lòng người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc ôm đồm nhiều việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên nóng vội, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, thi cử không may, công việc văn phòng không tốt đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thủy khắc với họ cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Bạn tuổi ngọ, bạn rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình. Vợ chồng không tránh khỏi những khi bất đồng ý kiến với nhau. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ, bạn không nên quá nóng nảy và nói ra những lời gây tổn thương cho người bạn đời của mình nhé. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng Ai là người sai thì bạn mệnh cũng nên chủ động làm hòa, không nên làm hoàn toàn phụ thuộc vào người ấy. Mâu thuận kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, chứ không có giải quyết được cái vấn đề gì đâu đó bạn tuổi ngọ nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi ngọ, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Đây là cái báo hiệu tin vui về tài lộc đến với bạn tự ngọ trong ngày này và đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do đoạn. và bạn tự ngọ bạn có thể kiếm được những cái mối đầu tư đầy triển vọng bạn cần phải nhanh chóng đưa ra những cái quyết định phù hợp tránh để cho người khác giành giật trước mắt mình cái cơ hội nhá trong ngày này đối với bạn tự ngọ cái việc xuất hành đi xa thì gặp nhiều may mắn đi xa có người giúp đỡ công việc thuận lợi tài lộc được thăng tí nữa. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Đó. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, vợ chồng chín tranh lạnh, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên chủ động làm hòa, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên xô đo, tử vi tuổi canh ngọ cuộc thổ, đầu tư triển vọng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, nắm bắt cơ hội đoạn. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này nhờ có thiên tài phù trợ mà bạn tuổi mùi có được cơ hội phát tài nhờ vào cái sự may mắn trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, bạn không nên quá phụ thuộc vào cái vận may của mình mà không có ý định làm ăn chăm chỉ và chân chính được. Bạn tuổi mùi, bạn mệnh là người có đầu óc nhanh nhẹn và nhạy biến nhưng lại quá tự tin vào bản thân mình, thành ra đang có cái sự kiêu ngạo và bạn cần phải khiêm tốn để lắng nghe mọi người biết đâu ý kiến của bạn chưa hẳn đã là chính xác đâu đó bạn tuổi mùi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mùi, cái việc cầu tài lộc hay là xuất hành đi xa đều được thuận lợi. Trong ngày, có tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, không cần phải lo lắng nhiều nhá. Và trong ngày này đối với bạn tuổi mùi, nếu như xuất hành đi xa thì bạn cũng nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để tăng thêm cái vận may cho mình từ về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim có cơ hội phát tài, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy nên làm ăn chân chính, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa quá mức tự tin, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ cần khiêm tốn hơn, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc thích hợp cầu tài nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao. Quân số may mắn, số 4, số 5, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020, ngày thứ sáu này đối với bạn tử thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thân trong ngày này bạn đang gặp ngày cốt cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỷ hợi cái điều này khiến cho bạn tử thân phải trải qua một ngày không được mấy in bình với mình nhé và bạn tử thân bạn mệnh dễ phải đối mặt với tiểu nhân vướng phải những cái chuyện thị phi không mong muốn xảy ra thậm chí những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu nhầm bạn nữa được. Với bạn tuổi thân, bạn đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng ngay và bạn hãy dùng những cái hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tắc oai tắc quái và phải nhận sai mà thôi đối bạn tuổi thân nhé. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp bạn mệnh luôn nhận được cái sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia nếu công việc của bạn có gặp bế tắc bạn đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp nhất nữa đó bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đối mặt tiểu nhân, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa hãy giữ bình tĩnh, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ chứng minh bằng thực tế, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nửa kia thấu hiểu, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tâm sự với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tử dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Cái mối nhân duyên của bạn tuổi dậu khá chi là ổn. Đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình, bạn có thể có được một vài đối tượng tiềm năng theo đuổi và bạn cần phải cởi mở và cho họ cơ hội cũng như là cho mình cơ hội để tiếp xúc trò chuyện với nhau nhiều hơn bạn tuổi dậu nhé và trong ngày này nếu như bạn đã có gia đình rồi thì bạn luôn dành hết cái sự tin tưởng của mình cho đối phương, cho dù có nghe thấy những lời nói bóng gió đi chăng nữa bạn cũng không hề nghi ngờ mà luôn trò chuyện tâm sự thẳng thắn với người ấy trước đó bạn tuổi dậu nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dậu lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn mệnh nên tránh tiếp xúc với những quan lại xấu trong chính quyền. Nếu gặp phải những cái chuyện gì bất công thì bạn nên chờ cái thời điểm thích hợp để phản kháng chứ không nên làm việc ấy ngay trong ngày hôm nay bạn tuổi dậu nhé. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhân duyên tốt đẹp, từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tin tưởng nửa kia, từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, hãy cởi mở hơn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tránh tiếp xúc qua lại. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, chờ thời cơ thích hợp. Đoạn. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn tử Tuất đang có được cái cơ hội thừa hưởng một tài sản khá khá do những người đi tức để lại đoạn. Đây chính là lúc mà bạn tuổi Tuất cần có kế hoạch nghiêm túc trong tương lai và chứng minh giá trị của bản thân mình bạn tuổi Tuất nhé. Với bạn tử Tuất, bạn vốn là người cần cù và biết tiết kiệm, chính vì vậy mà dù công việc chưa ở mức lý tưởng thì bạn cũng chẳng bao giờ thiếu ăn, thiếu tiêu đọa. Bạn hãy đặt cho mình những cái mục tiêu cao xa hơn nữa trong tương lai và đừng có vội bằng lòng với hiện tại bạn tuổi tuất nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Tuy nhiên với bạn tuổi tuất bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra cái mối quan hệ của mình và các con không còn gần gũi như trước nữa. Và bạn hãy bớt thời gian cho công việc, dành nhiều thời gian cho con cái của mình để hiểu con cái của mình hơn bạn tuổi tuất nhé. Vậy tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa thừa kế tài sản, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ chứng minh bản thân, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần cù tiết kiệm, từ vi tuổi canh tốt thuộc kim hãy tham vọng hơn, từ vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy quan tâm hơn đến con cái đoạn. Và đánh giá của bạn Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị Hợi gây ra cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi dễ có những cái tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày lắm nhá và bạn tuổi Hợi dù có bất kỳ cái khó khăn nào bày ra trước mắt bạn bạn cũng không nên vội than thân trách phận mà cần có cái suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục nó ngay nữa đoạn. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi hợi, bạn mệnh là người thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội. Cái điều này khiến cho những cái quyết định mà bạn đưa ra thiếu được cái sự chính xác và bạn tuổi hợi, bạn cần phải chú ý trao đổi với những người xung quanh nếu như còn chưa chắc chắn với những cái suy nghĩ của mình bạn tuổi hợi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi hợi, nếu như bạn có kế hoạch xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên đi về hướng Đông Bắc hoặc là hướng Tài Thần Chính Nam. Hai cái hướng này sẽ đem lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn tuổi hợi gặp nhiều điều thuận lợi nữa đoạn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa suy nghĩ bi quan, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên than thân trách phận, vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc quyết định vội vàng từ vi tuổi Tân Hợi thuộc kim trao đổi với mọi người từ vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy thông minh nhanh nhẹn về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 5 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và gặp lại.